Arsenal mua tiền đạo Real đến thời điểm hiện tại, Quỷ Đỏ mới chiêu mộ hai tân binh Wan-Bissaka và Daniel James, chừng đó sự bổ sung là chưa đủ để khỏa lấp những điểm yếu trong đội hình hiện tại, Sonzer vẫn muốn có thêm ít nhất hai nhân tố mới ở các vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm, những mục tiêu được nhắm đến là Harry Maguire, Sin Longstaff và Bruno Fernandes, hiện các chuyên gia đàm phán chuyển nhượng Quỷ Đỏ vẫn đang tích cực thương thảo với Leicester, mức phí 70 triệu bảng mà MU gửi đến bị từ chối, nhưng nếu nâng lên 80 triệu bảng nhiều khả năng họ sẽ có được chữ ký trung vệ Harry Maguire. Arsenal đón tiền đạo bị thất sủng ở Real Madrid. Pháo thủ thành London đang tăng tốc trong khâu chuyển nhượng khi vẫn chưa có được tân binh chất lượng nào hè 2019. Vừa liên hệ Mancom The Gunners tiếp tục ngỏ ý mời Mariano địa gia nhập sân Emirates. Chân sút kế thừa áo số 7 của Ronaldo ở đội bóng hoàng gia hiếm khi có cơ hội ra sân mùa giải trước và có thể ra đi với mức phí 18 triệu bảng. Huấn luyện viên Unai Emery muốn bổ sung Mariano địa để lấp vào khoảng trống gheo bách để lại. Bên cạnh đó, ông còn đang tìm kiếm một tiền đạo cánh chất lượng. Wilfried Zaha nằm ngoài tầm với của pháo thủ, thế nên họ đang chuyển hướng sang những cái tên khác rẻ hơn như Ryan Fraser hay Zenith Carrasco.